ơi, làm nông thì tính ra cũng nhàn. Măng lớn thì 80k một ký, sáng giờ hái được vài cây đó, được không? Đầy đây nè, sao măng tự nhiên rụng lum đây đó. Là điểm nhiều nè, này là chín đỏ nè, này điểm ít nè, đây này điểm nè, điểm với cám nó giống nhau, người trong nghề mới biết được. Đây nè, điểm nè, như vậy là mình phải ăn nè, ăn với cái rác cái miệng luôn đây, rớt mớp bể phải ăn, khổ lắm. Anh em thấy cái đó là cái trước mắt thôi. Còn nè, đất nè, đất mình đổ nè, mình mới đổ khoảng 25 xe nè. Một xe 5 khối là bán 600 ngàn tiền đất, mà tiền công đẩy á, là 500 ngàn. Tiền công đẩy là gần bằng tiền đất luôn nha. Do mình tiếc cây mình không có đem vô dùng máy ủi được, mà mình phải đẩy từng xe rùa đó. Bảo mấy bạn nói làm vườn sướng lắm, còn là bù tiền vô không đây. Nè, măng cục đây, măng cục đây à. Rụng đầy đây nè. Sáng giờ hái được như đây đó, 80.000 ký măng lớn nha. Ai mua thì ủng hộ, kiếm vài con khô coi, với này thất nghiệp rồi.